Thế là chờ đằng sau, đằng sau. Để đằng sau chẳng này. Ôi giời, thế còn nói chuyện. Anh bỏ xuống em. Thôi, tôi bấm không để trước. Nghiêng là xuống được ấy. Quãng dưới nó to là nghiêng xuống được. Đấy, cho nó hơi méo thùng là đi được. Không vừa. Hơi chặt. Để cho chạy được. Đấy. Ôi dọa lưng thế thì cứ thế định được. Đi chậm cho. Đi chậm chậm thôi. Ờ, đi chậm nhá, đi chậm thôi. Thôi thế anh cho em gửi một cái đây, chắc em để được đấy. Để rồi sao hai cái thắt xuống chạy được bông bông. Để chúng thắt rồi. Ừ. Căn bản là ở đấy. Thế nguồn. Buộc dây vào, buộc dây. Không chạy được. Chạy thoải mái luôn. Thế này đi nó không chồng chành. Khi nào rơi quay. Thế em xin tí băng dính ở đây. Khi nào rơi quay đây mà mạnh nhá. Qua là rơi biết ngay. buộc qua vào cho chắc ăn. Dính quay ngang, dính vào ngang người cô ấy là không chạy được. Dính quay ngang vào bụng cô ấy là không vào chạy được. Lúc xuống thì rất ra. Thôi em về nhá, đi chậm thôi. Ôi thì rẻ đâu rồi, trong một thùng nữa. Rẻ nhỉ. Có 100 một thùng hồng này, quá rẻ này. Đấy. Hồng này ngon, trông nó ngon này. Trông nó ngon này. Trông nó ngon này. Trông nó ngon này.
đoán được là mình đi đốt. Cái gì bán tí hết xe ô tô khiếp thật, hết sạch rồi. Ông này ông cứ ngồi quay cái gì bán một lúc hết xe ô tô bán anh quá này gì là anh YouTuber ở bên cho lốt thùng kia lên. Đấy, xong rồi đấy, về đấy nhá. À, anh không nhận ra em. Phải bán chanh không? Ờ đúng rồi, bán chanh. Đây hồng 100 một thùng. Không rồi mà lấy vào anh không lấy. Anh có buôn bán được. Ai bảo hôm qua 200 một thùng hay 100 một thùng? Kia. Nay có 100 một thùng. Nay hôm nay rẻ mà. Nay có hàng rất đắt, có hàng rất rẻ. Hàng có hàng từng mặt hàng một. Anh biết đâu được. Anh còn cân nữa. Ra mà mua xem nào thì anh cứ đứng đi. Đây này, người ta đang mua này. Toàn hồng ngon, hồng giòn ngon tuyệt vời. Đấy, cô này cô ấy chọn từng đi rồi. Bây giờ 19-20 cân một thùng.
Rồi. Cảm ơn. 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 Cảm